Hello nhau các bạn, mình là Tôi Đi Cốt Dạo. Gần đây ấy thì mình thấy ra clip kỹ thuật quá rồi, hôm nay tụi mình sẽ làm clip giải trí vui vui một tí nha. Thì clip này được tài trợ bởi reviewcongty.com, trang web review các công ty về IT hàng đầu Việt Nam. Trang web có review, lương thưởng, đồng nghiệp ví dụ làm việc và phỏng vấn nha. Ok, bây giờ mình kết thúc rồi thì mình bắt đầu nha. Thì trong kỳ này mình sẽ giới thiệu các bạn một cái trang web khá hay là trang reviewcongty.com. Đây là cái trang có khá nhiều review bựa, hài và khá là chính xác về các công ty lớn nhỏ ở Việt Nam nha. Trang này sẽ cho các bạn sắp ra trường, vừa ra trường hoặc là đã ra trường một thời gian nha. Các bạn có thể đọc để tìm hiểu về quá trình phỏng vấn nè, quá trình làm việc này, làm việc ra sao nha. Góp ý trước một điều là các bạn nào mà học năm 2, năm 3 thì đừng nên vào trang này. Tại vì sao vậy? Tại vì trang này nó có khá nhiều review chê, review phàn nàn này nọ. Các bạn vào đọc các bạn sẽ cảm thấy mất niềm tin vào xã hội, mất tin vào ngành là không có làm được đâu nha. Các bạn đợi cái nào đi làm là các bạn hãy vào đọc nha. Ok, bắt đầu thôi. Thì mình sẽ chọn những cái review bựa, công ty bựa, comment bựa để đọc giải trí cho vui nha. Ok, thì tụi mình bắt đầu ha. Thì trang web của họ là reviewcongty.com nha. Đây mình rất là dễ nhớ luôn. Có khu mục tìm công ty để các bạn tìm công ty gì cũng được. Hoặc là các bạn có thể tìm theo những top những công ty xịn, hoặc là top những công ty bựa nên né, điểm quá thấp. Thì mình có hỏi bên đó là có những cái công ty nào bựa bựa hoặc là comment nào vui vui không thì gửi cho mình. Thì có một số những comment khá bựa mình có thể đọc nha. Thì các bạn thấy là ở trang này có khá nhiều comment của nhiều công ty, từ Vinagame, FPT cho tới Zalo và Tiki này nọ nha. Nhiều lắm nên mình chỉ đọc vài comment bựa bựa hài hài thôi. Thì có một cái công ty khá là vui, mình lâu lâu nói thật mình lâu lâu anh em đếm mình cũng hay lên đây hóng được drama. Có công ty Tech Expert này không biết là công ty nó bựa thế nào nhưng mà review khá là thấp tận, có hẳn có mỗi 2 sao và mấy trăm comment, và hầu như là bựa nhân viên vào chửi sếp và chửi nhau thôi. Thì có một comment hơi bị bựa của một anh vụng rùi tổng giám đốc, là một trong những người gia nhập Tech Expert từ sớm, mặc dù không phải người đầu tiên nhưng tôi tin rằng tôi sẽ là người cuối cùng. Tech Expert sẽ có những bước chuyển mình lớn lao từ khi thành lập, liên tục gia tăng về lượng nhân viên, em nói là chất lượng cũng tương đương như thế, chiều ngược lại. Các bạn cứ đọc rồi sẽ thấy. Bạn làm gì khi nhân viên dưới quyền đã cover gần như hết các công việc hàng ngày? Room for development, training, plan, review, performance and benefit. No, bạn sai rồi. Thay vì những việc đó, ví dụ là vừa ly cấp cao, đội ngũ là công tài nhà quá kém, tôi sẽ đi rình xem nhân viên rửa bát xong có lâu dọn lavabo sạch sẽ hay không, bát đũa sẽ được up vào đâu, resort and broadcast email lại like là watchdog surprise. Hồi xưa công ty cũ mình có một người như vậy nha, sếp nhưng không lo làm sếp, đi xem thùng rác sạch chưa, ai để quên đồ chỗ làm không, để quên nước trà không, chụp hình gửi vào channel của công ty để dằn mặt. Một điểm mà rất yêu thích nữa là ngoài các happy minutes, các team thường tự mua đồ ăn về liên hoan với tinh thần chia sẻ, thân thiện và welcome tất cả mọi người. Bạn chỉ cần đi ngang qua và nói con thằng chú, ơ, bánh mì này, hệt như Alibaba nói vừng ơi mở ra. Thế là cả team sẽ mời bạn vào ăn, dù bạn chả liên quan con mẹ gì đến họ. Một điều không thể thiếu, khi có nhiều thời gian đó dành tới phút giây đó để nói đạo lý. Những người hay nói đạo lý sẽ rất quyến rũ và là sự thèm khát của các chàng trai. Vì đơn giản là đạo lý thường sống như thằng cốt dạo, ok. Hơn nữa, để quản lý công ty hiệu quả, chia để trị là một cách hữu hiệu. Các quản lý tầm trung không có kinh nghiệm về kỹ thuật, theo ra tắt technical lead outline đã mài đũng quần gánh tim bằng vai ra, nó có thể thật sự trong tim. Bạn thấy đấy, ở một công ty kỹ thuật như chúng tôi, việc chuyên môn bằng zero vì với chất lượng công việc của người senior là chuyện quá bình thường. Lý do duy nhất bây giờ tầm trung được cân nhắc là vì ngon, ngu, lương thấp. Đừng lấy làm bất ngờ khi một hai cô cậu bé level 1 hàng ngày ngu hơn ông lợn, bỗng dưng một ngày chỉ vào mặt outline của họ hắng giọng, thế mà để làm mới nghĩ, dù mới chỉ vài hôm trước còn quỳ xuống, anh chị ơi giúp em key này với. Điều tôi thích nhất là một trong số những manager lead làm việc và biết nghĩ cho nhân viên, không ngại đấu tranh vì họ đã quit the job gần hết mẹ rồi. Lợi ích nhóm của thằng Thái, đây là một khu rừng rất nhiều củi, đốt phát này thì có mà cháy từ tầng 16 lên tận Skyview tầng 65. Sếp nói xấu nhân viên, xì đèo nhân viên, đừng chơi với nhau nữa. Blame nhân viên, kỹ năng kém và kem đó thì ú ớ, lâu rồi anh quên. Surprise, don't surprise, it's the management style. Công ty liên tục có training về anti-corruption, nhưng bạn nghe câu này chưa? Luật là bố, bố là luật. Ăn cắp từ trên xuống dưới, bé thì bắt gà, lớn thì trộm chó, dậy thì đi fake survey, lớn tí thì ăn trộm book survey, lên thần thì rút ruột công ty tiền hít hơn, hoặc tham quan nghỉ mát, đi biển, đại nhân viên cỏ đồng thịt rang cháy cạnh, thật tuyệt phải không? Và đừng làm bất ngờ nếu một ngày nào đó bạn nhận được câu trả lời ơ thế à khi nhận được về việc tăng lương. Dù trước đó bạn và sếp của bạn đồng ý đến ngày này, tháng này bạn sẽ được tăng ít nhất Việt Nam đồng, anh ấy sẽ gọi bạn vào, nhích một nụ cười với biên độ 30 cm, chiếc mũ thịt trong đôi chân và nói ít EZ này thật sự một nơi tuyệt vời như vậy, tại sao bạn không đến để trải nghiệm? We need you, ừ, tên này mình cùng nhau quát vài
bay đi từ San tới đến. À đấy, đấy là một trong những cái comment sâu sắc văn hoa trên review công ty. Ngoài ra các bạn đọc thì hầu như là drama là nhiều. Các bạn đọc sẽ biết là nhiều công ty mà nó rất là tệ, mà mình không nói những công ty nào, có lẽ có nhiều công ty khác nha. Ví dụ có ít chẳng hạn, có ít là một nghe nói là có bác gì đó start up kêu người từ Silicon về vân vân, thì mình không rõ đi review thật hay không nha, mà chỉ đọc review thôi nha. Còn nếu có các bạn bác đừng kiện cháu, tội cháu lắm, chỉ đọc review thôi nha. Không hiểu sao chỉ có công ty rất là hồng hố nhưng mà chỉ có 2 sao và hầu như review thấp. Thì phỏng vấn công ty này hỏi trước mắt nhảm nhí, vô đưa một cái máy chống trơn và một bài kêu cốt. Ừ thì hầm hực cài môi trường rồi cốt. Sau khi là quan cho biết kêu cốt vô, what the fuck, ghi GitHub để làm gì, my fan. Xong cái kêu về tóm tắt, thanh niên vô tưởng được phỏng vấn, ai ngờ vô bắt làm bài cốt, có xong đọc bài rồi về chờ kết quả. Biết theo bố eo đi, tổ nguyên buổi sáng mất bao việc, công ty có tưởng viên vượt KL. Mình cũng được đi Mỹ mấy lần rồi mà không phải nhân viên có ít, mình tự đi thôi. Có cái này có vẻ hay nè, thực tập part time 75 đô, full time 150 đô, ra trường 500-700, ừ cục cao. Dev toàn dân Việt, trình cũng tạm, không có dev ở Silicon Valley. Ừ, vậy mà quảng cáo có dev Silicon Valley bỏ về. Vài năm nữa sẽ có người đi Mỹ, sẽ ấp nhân rất đông nên sẽ bị chế độ thấp, không thể nào dev có kinh nghiệm. Trước cũng có vài thằng ngon xong đi hết vì lương thấp, founder hay nói phép chia stock cho dev professor từ Stanford, Harvard, AI. Nhưng ở Mỹ chỉ có 2-3 ông BM là supporter, marketer, AI thì mua API the workframe ghép vào. Cái này thì mình đoán là có nha, tại vì hồi trước á là có một vụ demo á là chụp cái công thức xong rồi lại show đáp án ra. Thì thấy cái trò này workframe cũng có mà mình nghĩ là chắc là họ cũng đi chôn thôi chứ ai rảnh quá mà ngồi thiết kế. Xong rồi lên Facebook chịu nó làng nhàng, không có đam mê, gọi điện chửi cả HR WorkVNC kêu bị cướp người. Tiếp này, CEO Trần Việt Hùng tính tình đàn bà vê lòn luôn, mỗi lần rời công ty là một lần drama. Nếu giữ được nhân viên thì thôi, như thế đi đẹp hàng thì chửi nó đều gian dối xảo trá đàn bà sân si, suốt ngày hô hào bất buộc AI các thứ ra là mua mẹ API bên khác về, làm éo có tem A để mà y với chả ai. Cái này chính xác nha. Nói thật, một công ty họ muốn có tiền thuê một team để research cái đấy là khá là nhiều tiền, tại vì lương cũng không có thấp, đòi những ông tàng bậc master PhD trở lên, còn thuê intern và chỉnh thì có cốt lặt vặt chứ còn nghiên cứu không có được cái này đâu. Nên là các em xem đừng nghe sếp hào nhoáng mà lao vào, đến lúc chủ nhóm công ty khác lại bị chửi là ham tiền, không có đam mê. Tao đam mê tiền ý kiến cái quần què. Ok. Đấy, các bạn cẩn thận nha, trước khi vào các công ty startup to to có tiếng thì nhớ cũng cẩn thận nha, kẻo dính phốt đấy. Nhớ đọc lên này đọc review trước. Tiếp theo là của Umbala. Umbala là một cái bác gì hồi lên sắc tăng chém rất là bự, rồi là họ quyết định làm blockchain vân vân vậy, nhưng mà bị dính phốt chưa trả tiền nhân viên. Thì muốn biết phốt thật không, các bạn cứ lên trang này xem. Có vài comment nè. Tiền thì làm éo ra, lão tê suốt ngày hào tiền đép xịn, tư tưởng của bố già. Đép mình tặng giải thưởng KY. Để xem. Có một cái comment review 4 sao chắc là HA vào chém gió. Thông tin lương 1 triệu là đúng không phải các bác. À nhắc mới nhớ, công ty này thằng có đại ca hồi xưa từng đi phỏng vấn một lần rồi. Vô bị nó chê technical của có đại ca là cũ và trả mức lương 1 triệu. 1 triệu thì có mà thuê, thì thực tập nó còn méo thì mình làm. Coi tiếp xem nè, công ty đúng kiểu công ty đa cấp, hô hào hoành tráng lắm. Lương thì chẳng đủ tiền xăng xe. Sau khi vượt qua bài test level Olympic quốc tế, cả sẽ offer mức 1 triệu đồng kèm theo biết bao lời hứa hẹn. Pressure lương 1 triệu không training không gì cả, quan một đống việc bắt tự làm. Không xong thì OT, không có lương. Làm thứ bảy tới năm ngày được 30.000, tính ra 3.000 một giờ. Part time KFC còn được 10.000 một giờ, lương IT còn bèo hơn cả part time đã nghỉ sau ngày đầu tiên. Ừ, hợp lý đó bạn ơi. Rồi có vụ lừa đảo gì trên Genka startup Umbrella này nha. Nói chung là các bạn nghe startup này nói thì các bạn cũng đừng có nên tin tưởng vội. Đó, ngoài ra thì còn có rất là nhiều vụ drama kiểu các bạn HA và các bạn dev lên chửi nhau rất là vui. Ví dụ bạn HA vô nè, quản lý nhân sự tất cả một lũ bài chế đều muốn đào lỗ bất tài vô dụng ngu si mà tưởng lương cao lười biếng vật công ty ăn nó mất dạy, tụi mày kiếm công ty khác xem có ai nhận không, ăn không rồi công ty chế tụi mày đủ lên đây trả thôi, bên đồ xúc vật đấy. Thế là các bạn khác nhà vô chửi nhân sự, thấy nói chuyện và comment kỳ vậy, nhìn cũng biết công ty sao rồi, lương 3-4 triệu thôi. Mà mình nói thật nha, mình vào thấy công ty nhân sự hoặc là CEO mà vô cãi tay bo với nhân viên thì nói chung là nên né ra. Hồi xưa mình từng là có một startup á cũng vậy, CEO nói chuyện cãi tay bo với nhân viên vậy á, thì cuối cùng startup nó sập rồi. Nên các bạn đừng có tin tưởng những cái startup hoặc là những công ty mà cấp trên nó cà chớn cà cháo vậy nha. Rồi ngoài ra thì có một công ty hồi trước khá là to, đó là logi.vn, nhưng mà ra trên này review cũng khá là thấp. Chung sau khi đọc á thì mình cũng thấy là có khá là nhiều bựa. Các bạn để ý nè, các bạn đọc cái comment này các bạn thấy là có quá nhiều comment và điểm thấp. Không có công ty tốt nào mà nhân viên nó rảnh rỗi rất có thời gian nó lên nó comment cả. Nếu mà có một vài nhân viên bị đuổi gì đó thì nó cũng comment vài cái là cũng còn nhiều comment, nghĩa là rất là nhiều người ý kiến, rất là nhiều người khó chịu. Ví dụ như là một thanh niên tôi nè, cách đây 2 tuần, hôm đây mò đi xem review về công ty mới, thấy logi ở trang đầu, dặn lòng không khẩu nghiệp nhưng lương tâm không cho phép, sợ mấy bạn sinh viên mới ra trường xây trong đây là tàn đời nên đành phải viết. Mình có lợi chức vụ cao lắm cho cam, bởi vì các bạn đã có tiền mới ngồi được đấy các bạn ạ. Không phải cứ tốt nghiệp bằng giỏi mà lên được đâu. Bạn nào có ý định thăng tiến cho công ty này ấy thì mình sẽ nhắn nhẹ có cái lon các bạn nhé. Chứ các bạn có tiền hoặc rất nhiều tiền mới có quyền làm phiền thiên hạ. Công ty startup mấy năm trước cũng nổi tiếng, nghe đồn nhà đẹp hùng mạnh lắm, xài MacBook LG mấy chục cũ thôi, làm ép như cái quần què lỗi lên lỗi xuống, đơn thích thì thành công, không thích không thành công. Còn khách hàng như rẻ rách, khác khiếu nại trên fanpage thì xóa, không tiếp thu ý kiến, vậy mà cứ đòi giỏi là đứng nhất Việt Nam này cơ. Không hiểu sao nhưng mà thấy mấy bạn tuyển shipper, tuyển team tuyển dụng shipper như lo
John Chesley Moon vậy đó. Người ta cần công việc để kiếm sống qua ngày. Đâu có cầu xin nhiều của mấy bạn đâu mà bạn tỏ thái độ quá. Shipper gọi hotline thì không ai nghe máy. Biết sao không? Tại bạn cố tình không nghe để khỏi phiền phức. Đồng nghiệp các bạn cầm cuối tháng do mồ hôi shipper chạy mới có. Chứ cái lo ship không ai chạy thì tiền đâu vậy các bạn nhé. CEO nói thì hay lắm nhưng làm như cái lo ne vậy đó. Cái gì cũng nói được mà những lúc mình còn làm thì bạn sẽ chuyển qua Flemington gì đó. Lúc mình nghĩ cái đồng chuyển qua Bangalore Tông Biến Thành. Ngộ ha. Flemington này nghĩ sao có tiền bước chân vào Flemington bị be. Không có thể gì xuất sắc mà bỏ tiền đi mua bài trên cà phê bít giờ muốn lên báo thì dễ quá. Mình muốn lên khi nào lo gì với công an rồi bắt sự là của người khác nha. Nói chung là các bạn suy nghĩ thật kỹ trước khi bước chân vào đây đi phỏng vấn thì công ty này nhé. Lương thấp gross nha các bạn. Không phải an toàn gây ra vì các bạn đâu. Công ty chuyên gây chuyện với shipper bị hâm đánh hoài trong phố nhau rồi mua chết đó. Ồ cẩn sợ quá. Bạn nào không tin cứ thử vô đi để biết và cảm nhận nếu đúng như mình nói thì nhớ lại CV khác né nha. Thương nhưng để thương lỗi gì nha. À thì vụ gross với net các bạn có để ý nha. Lương gross á tức là lương sau khi trừ thuế sẽ còn lại lương net. Ví dụ các bạn đòi lương net 10 triệu á, nghĩa là sau khi trừ thuế xong á thì là bạn sẽ được cầm 10 triệu và công ty sẽ trả ra 12 13 triệu vậy đó. Còn ví dụ các bạn đòi lương gross, ví dụ gross 40 triệu á thì sau khi trừ thuế 4 5 triệu thì các bạn còn khoảng ba mấy triệu thôi, nên nhớ lộn hai cái đấy nha. Đấy thấy không? Những cái comment mà đúng á thì người ta review rất là nhiều, với những comment bựa của HA thì mới bị review thấp thôi. Đó, nói chung là các bạn vào ấy thì họ sẽ thấy là chê CEO khá là nhiều. Thì thật ra kinh nghiệm mình là làm startup công ty nhỏ mà CEO cả chớ là công ty nát hết. Đấy, ngoài ra thì còn vài cái công ty như công ty FPT này thì review cũng thấp này nhưng cũng khá chục review. Mấy công ty này thì dạng nó to, không phải nó thấp mà thật ra sẽ có chỗ tốt, chỗ xấu. Chẳng qua nó to, nhân viên nhiều nên ta lên review thôi các bạn coi nhớ coi cẩn thận nha. Đó, nãy giờ chém gió quá mệt rồi, thôi. Đó xong một hồi thì Cốt Dẻo đã cùng các bạn đi lòng vòng coi được biết các công ty lớn, các công ty to nhỏ, start up có, công ty bự outsourcing đồ này nọ có hết nha. Thì một lời khuyên nhỏ nhẹ đó là các bạn đọc cái review nha, các bạn cũng đừng có tin quá, tại vì những người mà làm việc mà người ta thấy hài lòng thì người ta sẽ không lên mấy trang này review. Những người mà cảm thấy khó khăn ức chế gì đó thì họ mới lên đây review, do vậy là review thường nó khá là tiêu cực và nó không phải là sự thật đâu nha. Các bạn đọc chỉ đọc cho vui thì được. Những công ty nào mà có cỡ vài chục, vài trăm cái comment nghĩa là công ty thật sự nó tiêu cực. Nhiều người người ta rảnh quá người ta bực quá người ta lên comment. Còn những công ty ít comment này nọ thì có thể công ty nó tốt là công ty không có quá nhiều điều bức xúc nha, nên các bạn cũng đừng có tin comment trên này quá nha. Ok, thì theo yêu cầu phải nhắc lại quảng cáo đó là về công ty là trang web review các công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, chứa review về thông tin mức lương, quy trình làm việc, chế độ làm việc vân vân nha. Các bạn có thể vào công ty để xem review của hơn vài trăm công ty IT ở Việt Nam nha. Vlog này tới là kết thúc rồi, bye bye mọi người, hẹn lại bài thứ hai tuần sau nha. Các bạn thấy ai nhớ bấm like cho mình nhớ góc dưới này nè, góc trên này nè nha, bye bye mọi người.